Thưa quý vị, để học sinh, giáo viên an tâm đến trường trong năm học mới 2021-2022, trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương cho rằng cần xây dựng chương trình vaccine học đường. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ cũng sẽ có giải pháp năm học mới bảo đảm an toàn trường học gắn với tiêm vaccine. Hướng triển khai là Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, triển khai tiêm vaccine cho học sinh, từ căn cứ khoa học và độ tuổi để tính toán phân bổ có kế hoạch tiêm phù hợp. Trong thời gian tới, vaccine nào được nhiều nước tiêm cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên sẽ dành để tiêm cho trẻ độ tuổi này ở Việt Nam. Với trẻ dưới 12 tuổi, các quốc gia đang nghiên cứu vaccine và thuốc chữa bệnh. Chúng ta sớm tiếp cận và thúc đẩy nghiên cứu trong nước để có thể trong thời gian tới có loại vaccine phòng chống dịch cho các em. Đối với giáo viên, ra soát lại nơi nào thiếu vaccine cho giáo viên thì sẽ bổ sung thêm. Bộ Giáo dục và Đào tạo tính toán nhu cầu từng lứa tuổi, phối hợp với Bộ Y tế để có thể tiêm sớm nhất cho các cháu. Các cháu được tiêm đủ mũi 2 vaccine, có thể học bình thường, kèm với các biện pháp phòng chống dịch khác như hiện nay các nước đang làm. Đồng thời, với việc tiêm vaccine cần đảm bảo các điều kiện vật chất và tuân thủ các biện pháp chống dịch khác để các cháu trở lại bình thường và an toàn.